Những năm qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện đã thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động trên địa bàn tham gia, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Kết quả, có hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai áp dụng vào thực tế, giúp các doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc. Trong 2 năm từ năm 2021 đến năm 2022, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có 1.700 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của người lao động được triển khai, áp dụng vào thực tế, làm lợi cho các doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Các sáng kiến tập trung ở các nội dung, cải tiến máy móc, trang thiết bị, cải thiện môi trường lao động, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, giúp tăng năng suất. Để phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo lan tỏa sâu rộng, các tổ chức công đoàn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, thường xuyên phát động các đợt thi đua gắn với mục tiêu sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Quá trình triển khai sẽ tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân xuất sắc.